Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 17 tháng 7. Thì cũng nằm ở trong dòng lễ Đại lễ Vu Lan. Thì Vu Lan đây đó là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Hán là Đại Giải Đảo Quyền. Giải là cởi mở, đảo là lộn ngược, quyền là sợi dây, tức là sợi dây lộn ngược. Sợi dây lộn ngược là gì? Tức là bốn đường ác của những người đã chết, tức là trên là cha mẹ ông bà, dưới là con cháu, vì không biết tu cho nên phải đọa vào bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Sau khi Phật diệt độ rồi thì A Nan mới hỏi Đức Thế Tôn, trong năm câu hỏi có một câu: sau khi Đức Phật thầy của chúng con đã chết rồi, chúng con nương tựa vào thầy nào? Thì Đức Phật nói: hồi lúc ta còn sống thì các con cũng không có nương vào ta, mà nương vào pháp lý. Ta thành Phật cũng nhờ ta thấy pháp. Thấy pháp tức là thấy duyên khởi của sát na và duyên khởi chu kỳ. Thì tất cả các con và tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh về sau thì nương vào pháp mà làm thầy. Chúng ta không có thầy riêng biệt. Về pháp ở đâu? Thì ở trong cái xác thân không đầy hai thước hôm nay. Thành ra tôi muốn quý vị hôm nay trở về với xác thân này, không nương tựa người khác nữa. Chúng ta thường thường bỏ mình và đi nương tựa kẻ khác. Đó là một cái nhìn rất là sai lầm, đưa đến bao nhiêu sự đau khổ trong cuộc sống này, nhất là thời buổi hôm nay và ngay cái giờ phút này. Chúng ta cứ bỏ chúng ta rồi chúng ta chạy đi Châu Đốc, chạy đi các nơi để chúng ta lo cái hội Long Hoa và ngày tận thế vậy đó, đang xôn xao. Cái đó là một cái rất dại dột, tôi phải nói là dại dột. Thì trước kia Đức Phật đã thấy cái đó rồi, Ngài đã tìm ra, Ngài đã chỉ con đường cho mình đi. Thế mà ngày nay xưng là Phật tử, xưng là Tăng Ni mà lại chạy theo cái đó thì không gì ngu bằng. Đức Phật Ngài còn không dạy mình nương theo Ngài mà nương Pháp thôi. Mà Pháp là gì? Pháp nó ở đâu? Thì ở ngay trong xác thân không đầy hai thước này. Thì hôm nay chúng ta phải tìm hiểu cái pháp trong xác thân quý vị đang ngồi đây. Thì xác thân đó nó là cái pháp chu kỳ, chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể phân tích chia sẻ bằng tư tưởng. Còn cái pháp của sát na thì quý vị phải xuất gia rồi đấy, quý vị phải bắt kiết già, sống đời sống độc thân, không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, giữ giới cho kỹ, rồi trở lại tìm trong cái xác thân chu kỳ này. Phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Có một cái gì không hề già, không hề bệnh và không hề chết? Thì cái đó không ai chỉ cho mình được, không ai dạy cho mình được. Đức Phật chỉ hướng dẫn thôi, rồi mỗi người chúng ta phải tự đi lấy. Đó là đạo Phật. Thành ra trước kia có 62 tôn giáo rồi, thì chỉ là thăng qua cái sắc thân này từ bốn đường ác lên bốn đường thiện, rồi tới đó là dừng, tới cõi trời phi phi tưởng là hết. Thì cõi vô sở xứ nó tương tự như A-la-hán, cõi phi phi tưởng nó tương tự như Lai. Thì các ngài yên chí đây là giải thoát, đây là chấm dứt cái sanh tử. Nhưng không ngờ tới Sĩ Đạt Ta, Ngài cũng đi tìm đạo. Hết 62 tôn giáo ở Ấn Độ thì Ngài đi tới hai ông thầy cuối cùng này, là cao nhất ở cõi Ấn Độ. Một ông dạy cho vô sở xứ, nơi đây chẳng có không gian, chẳng có thời gian. Thì đây là tịch tỉnh, đây là cái chân tâm, cái chân như. Nhưng mà sau khi Ngài nhập định 7 ngày, Ngài thấy đây là đồ nhái, đồ dỗm, không phải sự thật. Rồi Ngài mới trình bày cho ông thầy thấy. Sau khi ông thầy mới hiểu là mình đi sai,
thì xin Ngài cái đúng đắn. Thì lúc đó Thái tử còn là Bồ Tát, Ngài biết cái sai, nhưng mà cái đúng Ngài cũng chưa thực chứng, chưa thành Phật. Ngài mới là Bồ Tát, đang thử con đường đạo thôi, đang đi tìm kiếm thôi. Rồi sau Ngài A-la-hán dỗn đó, Ngài qua phi tưởng, tương tự Như Lai, thì cũng vậy, nhập định có 7 bữa, Ngài chục năm người ta mới đạt tới, mà Ngài có 7 bữa Ngài đạt tới. Ngài nói đây cũng đòi nồi dỗn, Ngài ơi, đồ nhái. Ngài mới chỉ cho ông thầy thấy cái chỗ sai lầm, thì ông thầy hiểu thôi. Nhưng mà bây giờ xin Ngài cho biết cái chỗ Như Lai là như thế nào, thì Ngài cũng không trả lời được. Ngài nói thôi bây giờ tôi phải đi, tự đi tìm lấy. Thì Ngài nói đạo có khi ở tại lòng ta, hẳn nhờ định trí tìm ra. Xếp chân ngồi lại kiết già công phu, thì 49 ngày Ngài tìm thấy. Ngài này đắc quả thành Như Lai. Sau khi 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo, 6 năm không tắm rửa nha, Ngài tu tới vậy đó. Khổ hạnh tức là Ngài ăn có một hột mè thôi. Cuối cùng Ngài kiệt sức, Ngài chết, chết giấc. Khi tỉnh dậy, Ngài nói có lối tu tu hạnh không đưa tới Niết Bàn được. Rồi 5 năm tìm đạo, gặp Quốc Đầu Lâm Phất A-la-la, chỉ không đúng, Ngài biết đó là đồ dộn, tưởng thành đồ thật, quá đồ chơi. Thì cuối cùng Ngài xuống dòng sông Ni Liên, sông Hàn đấy, Ngài tắm. Tắm xong Ngài thấy khỏe khoắn vô cùng. Và cô Su Già Ta, tức là cô Trang Bò đó, mới đem cái sữa bò nấu chín lại. Thì bây giờ chúng ta kêu là đề hồ lạc tô vậy đó, bổ dữ lắm. Ngài uống vô Ngài thấy khỏe khoắn lợi sức. Thì Ngài mới đi dọc theo dòng sông Hàn, Ngài thấy có cái cội bồ đề rất là mát, cái bóng nó che rộp cả một góc trời. Thì Ngài chỉ tay lên trời, Ngài thề, nếu tại cây bồ đề này dầu máu ta có khô xương, mà ta không thấy được cái bất tử, không thấy Niết Bàn, không thấy chấm dứt sự đau khổ, thì ta nguyện chết tại đây. Thì cuối cùng Ngài trải cái cỏ lên cái gốc cây bồ đề, Ngài ngồi nhập định 49 ngày, không ăn không uống. Cái nhập định vô tiền khoáng hậu, tức là trước chưa từng có, sau chưa từng có. Thì tới sau mai, tức là dạ đổ minh tinh, minh tinh nhi tiện trành chánh giác, sau mai vừa ló dạng, tức là lúc 5 giờ sáng, thì Ngài đắc quả, hào quang tỏa một rốt trời. Thì sau khi đắc quả rồi, thì Ngài định ra giáo hóa. Cái mộng của Ngài là cuộc đời này là chúng sanh đang dãy dụa trong dòng đau, và chính Ngài cũng đang đau khổ. Đau khổ thì biết bao nhiêu người dành. Đau khổ vì bổn phận, trách nhiệm, quyền lợi. Đau khổ vì Ngài là chồng của vợ Vua Đà La, Ngài là cha của Đà La, Ngài là con của vua Tịnh Phạn, Ngài là vua của ba tánh. Biết bao nhiêu bổn phận, biết bao nhiêu quyền lợi, biết bao nhiêu trách nhiệm, làm sao thỏa mãn đây? Thì Ngài thấy không thỏa mãn được. Chính quý ông quý bà bây giờ cũng vậy. Nhưng bây giờ ở nhà đó, nếu mình là làm con thì có cha mẹ, thì bổn phận làm con phải như thế nào? Rồi làm cha thì có bổn phận cha đối với con, làm chồng, làm vợ thì có bổn phận đối với chồng, với vợ. Làm học trò, làm người dân thì có bổn phận đối với nhà nước. Rồi khi cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ hiểu lầm mình xích làm sao? Rồi khi cha mẹ ruột mình, cha mình, cha ruột với mẹ ruột hiểu lầm mình tính làm sao? Rồi khi vợ mình với mẹ mình hiểu lầm nhau mình tính làm sao? Biết bao nhiêu điều khó khăn. Nghiêng bên này thì nó nói bên kia. Thành ra người ta có cái câu đó, làm người thì khó, làm chó thì... chó thì nó đâu có biết cha mẹ gì đâu. Nhưng mà theo đạo Phật cái đó còn ngu nữa. Chó là cái hiểu biết quá kém. Thành ra khi mình quẩn rồi mình trở lại loài thú. Thành ra Đức Phật mới thấy muốn giải quyết vấn đề đó, thì Ngài qua cửa thành thứ tư đó, thì gặp ông đạo sĩ. Ông đạo sĩ nói Ngài muốn chấm dứt luân hồi sanh tử khổ,
thì Ngài phải dứt tất cả, sống đời sống độc cư, không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, không chồng, không vợ, không con, không cha mẹ gì hết. Thì mai ra Ngài mới trở lại thấy trong cái xác thân này có cái bất tử, có một cái không hề sanh diệt. Trong cái sanh diệt, Ngài sống với cái nó thì Ngài thấy rằng tất cả cha mẹ anh em, cái bổn phận trách nhiệm quyền lợi chỉ là cái tuồng hát thôi. Nó không, mà khi là cái tuồng hát không còn bận tâm, Ngài cứ đóng cửa thôi. Cũng như thầy giáo lớp học biết lấy dạy, nhưng mà Ngài không bao giờ dính. Rồi lớp 7 Ngài vẫn dạy, lớp 8, 9, 10, 11, 12 Ngài vẫn dạy, nhưng không bao giờ Ngài dính mắt vào lớp nào hết. Thì cái đó là phải học từ lớp mẫu giáo tới lớp 12, rồi thi sư phạm, rồi ra trường. Thì chúng ta cũng phải vậy. Thì sau khi Thái tử đắc quả rồi thì Ngài tính ra giáo hóa giúp đỡ chúng sanh. Nhưng Ngài thấy rằng cái đạo Phật ai cũng có hết. Cái Niết Bàn, tức là cái bất sanh bất diệt, nó nằm trong tất cả vạn vật, chúng sanh và các pháp, cho tới đất đá cỏ cây cũng có Phật tánh. Nếu không có Phật tánh là không có gì trên đời này hết, từ cỏ cây, đất đá, người, trời, thú, từ địa ngục cho tới Như Lai đều có Phật tánh bằng nhau. Cái đó nó không khác, nó không phải dành riêng cho Đức Phật. Nhưng chỉ có những con người nào mà thấy rõ một cách toàn diện, không dính mắc nữa, thì người đó mới là thành Phật được. Mà muốn vậy thì người đó phải nhìn ngược với dòng đời. Nhưng mà chúng sanh không làm gì được cái đó. Hồi nãy có cô Phật tử rồi lại tôi hỏi thì cũng trả lời giống như bao nhiêu người khác. Sau khi tôi giảng rồi đó, thì cái xác thân này, vật chất, tiền bạc, nhà cửa, cha mẹ, nó chỉ là giả tạm thôi. Bây giờ bỏ đi xuất gia thì có nói con biết là giả tạm, nhưng mà con thấy tiếc. Thì Phật tử nào cũng vậy hả? Bỏ thì thương, mà dương thì tội. Bỏ vật chất, bỏ cha mẹ, anh em hết. Bỏ đây không phải là bỏ luôn, rồi trở lại vẫn có hiếu, mà có hiếu hơn nữa. Có hiếu nhưng mà không dính mặt. Còn mình có hiếu thì mình lợi dụng cha mẹ để rồi tiếp tục cha mẹ kiếp sau nữa, tức là dính mắc mãi. Chúng ta có một cha một mẹ thôi, mà đạo Phật thì có vô lượng cha, vô lượng mẹ, cho đến trâu bò heo chó đều là cha mẹ chúng ta nhiều kiếp. Chút nữa chúng ta đi sâu vào đó, chúng ta mới thấy mình không thành Phật thì mình sẽ loạn lưng, loạn lưng. Mình có khi làm trâu bò heo chó, có khi làm con của mẹ mình, có khi làm chồng của mẹ mình. Đó là một cái vô lý, nhưng mà vẫn là sự thật, vẫn là sự thật. Chúng ta phải tìm hiểu để rồi chúng ta mới thấy cái luân hồi sinh tử là một cái đáng ghê tởm, một cái đáng chán, một cái đáng sợ. Để rồi chúng ta phải làm sao cố gắng tinh tấn tu ngay trong kiếp này, phải thoát cái luân hồi sinh tử, thoát cái luẩn quẩn. Mà thoát đi đâu? Bỏ cuộc đời này hả? Không phải vậy. Người ta cứ làm vậy đó. Đạo Phật là chán đời, cứ bỏ cuộc đời, có cái Niết Bàn ở đâu, chín tầng mây. Không phải vậy đâu. Cái đó là hiểu lầm đạo Phật. Niết Bàn ở ngay trong hiện tại, ngay bây giờ và tại đây. Chứ không phải Niết Bàn ở trên chín tầng mây. Không phải bỏ cái xác thân này, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiền bạc, bỏ chồng vợ anh em như nãy tôi nói. Cái đó là cái giai đoạn đầu của mẫu giáo thôi. Tới chừng mà thành giáo sư giỏi rồi thì trở lại như thường. Khi mình biết ở đó là cái tuồng ác rồi thì mình vẫn đóng kịch thôi. Nhưng đóng kịch mà mình thấy rõ đó là tuồng ác thì người đóng kịch đó khác. Còn khi mình đóng kịch, mình biết, mình tưởng là kịch là thiệt thì người đó lại khác. Thành ra do cái nhìn, cái hiểu biết sai lầm mà chúng ta đau khổ. Mà khi biết sai lầm mình dám bỏ không? Thì nãy cô đó cũng trả lời, con biết là sai lầm, nhưng mà con bỏ con thấy tiếc.
dòng họ Tiết. Mình biết tiền bạc là trói cột, mình biết cha mẹ là dính mắt, mình biết anh em là dính mắt, mà bỏ thì không đành. Đây tôi nói là không phải bỏ cha bỏ mẹ bất hiếu trừ lỗ nẻ trung lên, tôi không phải nói vấn đề đó. Mình vẫn sống với cha mẹ, mình vẫn lo cho cha mẹ, nhưng mà đừng dính mắt. Mình vẫn ăn đồ ngon, mình vẫn hưởng cái cảnh đẹp, mình vẫn biết ngon, biết dở. Nhưng mà người đời biết ngon thì muốn ăn nữa, còn người đắc quả biết ngon mà không có thèm nữa, không có ghiền, không có dính mắt thì nó lại khác. Còn biết dở đó thì bỏ. Biết ngon mà muốn được ăn nữa thì được nữa thì tham, mà không được thì sân. Còn biết ngon mà không muốn ăn nữa, tham không có, sân không có. Còn biết dở thì muốn gạt bỏ, chạy lánh nó, mà lánh không được thì sân, mà lánh được thì tham. Còn người mà đắc quả không dính mắt thì đồ ngon vẫn ăn, đồ dở vẫn ăn, không ghiền cái gì hết, thì không tham mà cũng không sân, thì đó gọi là niết bàn. Đại khái là như vậy. Nhưng mà tu thì khó à, thì khó à, giống như cái cô nãy nói đó. Thành ra Đức Phật thấy rằng chúng sanh khó, biết rằng đau khổ, nhưng mà bỏ cái đau khổ thì không đành. Biết rằng mà dính mắt cha mẹ thì kiếp sau mình trở lại làm con cháu cha mẹ nữa, hoặc là không ấy thì làm chồng của mẹ mình, không ấy thì làm vợ của cha mình. Bị mình chết rồi mình ngu si, thì ngu si động đâu là chui đó. Còn nếu mình sáng suốt thì mình đâu có trở lại đây nữa. Mình biết là cái tuần ác rồi, nếu có trở lại là đạo Phật kêu là thị hiện thôi, làm bộ thôi. Cũng như ông thầy giáo mà vào lớp mẫu giáo, ông đâu có phải là đánh dần mới đọc chữ được. Nhưng mà mẫu giáo nó muốn đọc chữ thì nó phải đánh dần. Thì ông cũng phải y tờ tờ y ti, ông cũng phải đánh dần ráp dần thôi. Mà ráp dần vì cái lớp mẫu giáo phải ráp dần, cho nên ông ráp dần. Thì cái đó kêu là, tôi dùng chữ đó mấy ông dễ hiểu, là làm bộ. Rồi trong đạo Phật kêu là thị hiện, bày ra cho tụi học trò nó thấy xanh xanh đỏ đỏ, cho con nít nhỏ nó ham, còn thầy giáo là không ham, nhưng mà vẫn xanh đỏ như thường. Và chúng ta phải đã hiểu như vậy. Nhưng mà được cái đó dễ không? Xin thưa là không phải dễ. Không phải dễ là do cái gì? Do cái tập. Tập là gì? Thành ra người ta coi được cái khổ đế của đạo Phật, ta gọi nói đạo Phật là chán đời, lầm. Đức Phật nói tới bốn phần chứ đâu phải có một phần: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là cái quả, mà cái nhân để đưa tới cái quả khổ là cái gì? Nếu không có nhân làm sao có quả? Tôi không gieo hột ớt, không gieo hột chanh, làm sao có trái chanh, có trái ớt? Thì cái chanh, trái hột chanh, hột ớt mới là chánh. Còn trái chanh, trái ớt thì là quả cuối cùng. Thành ra sau khi nói khổ đế rồi, Đức Phật nó có tám khổ: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu người mình ưa mến là khổ, thù ghét người mình phải gặp gỡ là khổ, ham muốn một cái điều gì không được thỏa mãn là khổ. Cuối cùng có cái sắc thân này là nguyên nhân chánh của sự đau khổ. Rồi chúng ta vội kết luận như vậy là đạo Phật là đạo chán đời, đạo bi quan, đạo yếm thế. Lầm. Đức Phật nói qua phần thứ hai, cái đó là cái quả đã có sắc thân rồi. Mà khi có sắc thân là do cái gì? Cái gì làm cho mình khổ? Thì Ngài nói chính là tập đế. Là chữ tập chúng ta hiểu là cái thói quen thì đúng, nhưng mà nó hẹp quá. Mình phải dùng cái danh từ rõ hơn chút xíu là ghiền. Thì cái gì mình ghiền là mình khổ thôi. Còn cái danh từ hay hơn nữa là dính mắt. Cái gì mà dính mắt là mình khổ. Quý vị coi cuộc sống bây giờ quý vị có bao nhiêu dính mắt? Thích đủ thứ. Mà thích đủ thứ thì khổ đủ thứ. Thích một cái thì khổ một cái. Còn không thích gì hết thì đâu có khổ. Thành ra cái thứ hai Đức Phật mới nói vấn đề khổ là do thích, do ghiền, do tập khí. Để mà ghiền cái đê tiện thì sanh vào cảnh giới đê tiện, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula.
ghiền xì ke ma tí, ghiền thuốc lá, ghiền cờ bạc, ghiền rượu chè, thì ngay bây giờ đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula. Cái tâm đó mới là chánh. Thành ra cái sắc thân không ăn thua gì hết đó. Sắc thân thì sanh, thì già, thì bệnh, thì chết. Đức Phật có già, có bệnh, có chết không nào? Đức Phật có già, bệnh, chết như thường. Mà Ngài có khổ không? Dĩ nhiên là không khổ. Tại sao Ngài cũng mang thân, Ngài cũng già, cũng bệnh, chết như mình, mà tại sao Ngài không khổ? Tất nhiên cái khổ, mình phải tìm hiểu cái khổ do đâu. Rồi cái già, bệnh, chết do đâu? Tôi xin nói sơ thôi, sau này chúng ta gặp, chúng ta phải nói ít nhất cũng 20-30 lần. Thì Phật tử mới hiểu được con người của mình. Tôi nói trong con người này thôi. Thì cái đau đớn đó là thuộc về các dây thần kinh cảm giác. Cảm giác thì có 3 thứ. Cảm giác dễ chịu là lạc thọ, chúng ta kêu là vui mừng. Cảm giác khó chịu, chúng ta kêu là khổ lo. Cảm giác bất lạc bất khổ, không dễ mà cũng không khó, kêu là trạng thái vững dưng. Có vậy thôi. Mình cảm thấy dễ chịu thì Đức Phật cũng cảm thấy dễ chịu, nhưng mà mình không chịu cái cảm giác, mình thích cái cảm giác dễ chịu này, mình muốn làm sao giữ cho nó lâu, cái này mới là sanh ra cái khổ. Thì cái khổ là do tư tưởng chứ không phải là cảm giác. Mà cảm giác là gì, tư tưởng là gì? Trong con người quý vị mà quý vị không để ý, tư tưởng là cái sự phân biệt, cảm giác là cái sự nhận lấy, nhận chịu cái gì đó. Mà có người nhận chịu mà lại không có tư tưởng phân biệt, cũng như quý vị bị chửi thì biết Đức Phật cũng bị chửi như mình. Đức Phật cũng bị chửi như mình thì Ngài cũng có lỗ tai, Ngài cũng nghe, nhưng mà tư tưởng Ngài không có phân biệt. Còn mình nghe, còn mình nói là có cái cô đó, cái thằng đó nó chửi tôi, có tôi, có người chửi và tôi bị chửi. Cái khổ bắt đầu từ đây. Hãy có phân biệt là có khổ. Đức Phật không gì có sự phân biệt đó. Chút nữa chúng ta nói là cái đó thì xa. Mà chừng nào mình mới bỏ cái đó được? Đức Phật thấy chúng sanh không bỏ cái đó được. Thì làm sao qua đạo Phật? Đạo Phật thì đi ngược dòng đời, chúng sanh thì đi xuôi với dòng đời. Chúng sanh thì hãy có tiền bạc. Có tiền mua tiên cũng được, tiền bạc là rạch máu, tiền bạc là trên hết tất cả. Hữu tài tất sanh, vô tài tất tử. Có tiền thì sống, không tiền thì chết. Quý vị ra bây giờ ngoài coi, có người bệnh muốn chết lên nhà thương, nó không thèm ngó. Phải đóng tiền cho đủ, không nó bỏ ngoài chết thôi. Còn nó có tiền bạc cái gì cũng được. Đa kim nhân phá luật lệ. Luật lệ của nhà nước, của chính phủ, của trường học, của tôn giáo luôn. Đút tiền vô là cải sửa liền. Tiền là trên hết. Thành ra chúng ta chỉ làm sao dành tiền thôi. Ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền, mi làm nhân loại quá ra đi. Mi tô nét mặt đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên. Mi dẹt nhân thường vô một xó, mi xuôi nhân nghĩa dẹt đôi đường. Mi xuôi thế giới đâm nhau mãi. Thế giới đại chiến thứ nhất là gì? Kinh tế. Kinh tế là ông nội của tiền bạc. Thế giới đại chiến thứ nhì 14-18 là gì? Kinh tế. Cũng ông nội của tiền bạc. Rồi sắp sửa đại chiến thứ ba. Quý vị rành hơn tôi đó, tôi đã mất coi ngoài tôi biết. Mà là cái gì? Cũng kinh tế, dầu lửa. Cái mỏ dầu lửa lớn nhất thế giới bây giờ nằm ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi thấy văn hóa Phật giáo đệ Trung Quốc nó chiếm gần hết. Rồi bây giờ 6-7 nước lại đó dành. Nào của Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Mã Lai gì đó đủ hết. Thì trước sau phải đánh thôi. Dành cái gì? Dành dầu lửa. Mà ông vua giàu nhất thế giới là ai quý vị biết không? Ông vua dầu lửa nước Mỹ. Mà cái ngộ của ông đó là mấy năm trước đó, ông chết. Như hồi thời trước tiếp thu. Thế giờ ông chết sao quý vị biết không? Cái hòm bằng bạc, bạc thiệt đó, ông đục hai cái lỗ, đút hai bàn tay ra ngoài. Ông chạy hết nửa ước.
Chứ vậy mà bà biết không? Để thấy rằng tôi giàu nhất thế giới, bây giờ tôi chết rồi hai bàn tay trắng, không đem theo cái gì hết. Mà thế giới có giác ngộ không? Cũng tỉnh queo. Mà chúng ta đau khổ là do tiền bạc. Mà dám bỏ không? Thì nãy cô nói là con biết là tại tiền bạc, nhưng bỏ thì nó tiếc. Cha mẹ cũng vậy, ân nghĩa rất cao sâu. Bây giờ con bỏ thì con tiếc, đi tu bỏ hết cha mẹ. Tôi nói không phải bỏ, tạm bỏ rồi trở lại. Chừng nào thành thầy giáo con đắc quả con cứ trở lại. Nhưng mà cô lo cha mẹ mà cô không có dính mắt à. Còn dính mắt là cô trở lại làm con cháu cha mẹ trở lại làm con cô. Rồi cô có khi làm chồng của cha mẹ nữa. Thì cái đó là dính mắt. Còn cô bỏ là làm sao cô đưa cha mẹ mà làm Phật, đừng có làm trời. Cô cũng vậy. Thì cái đó gọi là tạm tránh để làm học trò. Học trò phải bỏ hết. Học trò mà còn lo đi dạy, lo đi thế sự nữa làm sao học. Vùi đầu vào học cho tới chừng thầy giáo không dính mắt, chừng đó mới ra dạy. Thì đạo Phật là vậy. Chúng ta thấy Thái tử Siddhartha làm sao? Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con rồi sao vẫn trở lại? Độ vua Tịnh Phạn, độ giả du Đà La đi xuất gia, La Hầu La xuất gia, Tịnh Phạn đi tu luôn. Cuối cùng đắc quả La Hán hết. Ngài đâu có bỏ, nhưng bắt đầu phải bỏ. Thì chúng ta bây giờ cũng vậy. Thành ra chúng ta rất mực, khó mà dứt, khó mà dứt. Thành ra cái đạo Phật là nó đi ngược cái dòng đời. Dòng đời là tiền bạc đứng hàng đầu, cái sắc đẹp đứng hàng đầu, sắc tài rồi mới danh lợi, mới ăn uống ngủ nghỉ. Mà sắc tài dễ gì dứt, nhất là người nam tăng thì dính mắt vào sắc đẹp. Thì chính Thái tử Siddhartha cũng chết vì sắc đẹp. Ngài tính đi xuất gia, sau khi qua cửa thành thứ tư thì ông đạo sĩ nói là Ngài phải sống đời sống độc thân. Thì Ngài thấy đúng, Ngài xin vua cha ba lần, vua cha đâu có cho. Thì vua cha biết rằng con mình ý chí rất mạnh, nó không cho nó sẽ trốn thôi. Thì vua cha lo sợ, không biết cách nào để mà cầm thái tử. Thì hỏi hết các quan là hỏi, không ai có lời nói gì hết. Cuối cùng có một ông quan nó đưa, thì chỉ có mấy bô lão, mấy người nào sống cả trăm tuổi, hai ba trăm tuổi, mấy ông này là kinh nghiệm dữ lắm. Dưỡng lão khất ngôn, nuôi người già để xin lời dạy. Thì ông vua thấy phải mới hồn bô lão lại hỏi. Thì bô lão nó con chim đại bàng đó, con chim thượng hoàng, bệ hạ không thể nhốt nó được đâu, nó sẽ phát xích, nó sẽ đạp. Nhưng mà theo tôi nghĩ chỉ có một cách cuối cùng đó. Xiềng sắt về bệ hạ cột nó cũng bứt đứt hết. Chỉ có sợi tóc người là cột nó được. Chúng ta thấy ghê. Xiềng sắt mà bứt được mà sợi tóc bứt không đứt. Nó dài như vậy đó. Vua thấy phải mới cho chín nước chư hầu. Mà nước Tịnh Phạn là nước lớn, có chín nước chư hầu. Thì tất cả công đẹp, cả công nương đồ, dân bất cứ người nào đẹp, cái gái đẹp là phải đem dân cho thái tử lựa. Thì chúng ta biết mấy ngàn cô gái mà thái tử lựa không được. Cuối cùng lấy ra là công chúa vua thiện giá, quá đẹp, mấy ngàn người so bằng cổ, khuynh nước khuynh thành. Thì thái tử vừa mắt ngay, thì lúc đó là mỗi người cho một món quà. Mấy ngàn người đẹp qua hết rồi cho hết, công chúa có hết trơn. Thì Ngài mới lột chiếc nhẫn của Ngài đeo cho công chúa, thế là xong. Thì vua mới cho người qua hỏi công chúa Giả Du Đà La để làm vợ của Thái tử Siddhartha. Thì vua Thiện Giác đâu có chịu, trời ơi, con tôi là lá ngọc cành vàng, là tiên nữ giáng trần, đâu phải lấy dễ dàng vậy. Giờ phải tranh với các thái tử khác, tranh với các công tử của tất cả chín nước. Chừng nào thắng đó, siêu hết vượt hết thì mới được lấy con tôi. Thì chúng ta thấy là cả một sân so tài, mà so cả văn cả võ. Văn chương phải kiệt tác,
võ phải siêu sức quần chúng. Thì vua cha lo, rồi thái tử mình là công tử mà biết có tranh nổi với mấy người đó không không? Thì thái tử biết vua cha lo mới khiến vua cha nói cha phải lo. Cho nên nhớ con học văn chương thì mấy cuối cùng phải lễ con làm đệ tử con. Và võ sư cũng dạy dạy con rồi cuối cùng phải dạy lại. Thì cha biết rằng con không thua ai đâu. Thôi tôi nói vắn và cuối cùng mỗi cuộc thi tài văn võ thì thái tử thắng thôi, chiếm được công chúa Gia Du Đà La. Con gái mới 28, tức là 16 tuổi, đẹp vô cùng. Đó thì chúng ta thấy là cuối cùng chiếm được người đẹp. Thì thiệt, công chúa Gia Du Đà La cột thái chữ tới 2 năm. Lúc đó là công chúa 16, thái tử đâu 17, 18, 19 gì đó, tôi không nhớ lắm. Thì cho tới có một đứa con đầu lòng, tức là La Hầu La. Mà đứa con đó đó, thì thái tử lo. Khi nào cho thái tử hay rằng công chúa đã sanh được hoàng nam, tức là có người nối dõi, thì thái tử vừa mừng vừa lo. Mừng là gì? Là có người nối dõi mình đi tu yên tâm. Lo là gì? Nếu mình ở lại nữa đó thì phải hai ba chú nữa, thì chừng đó làm sao mà xuất gia. Đó thì ngài mới nghĩ. Mà công chúa Gia Du Đà La cứ quấn quýt bên ngài hoài, biết là ngài sẽ đi xuất gia, cho nên cổ không rời ngài, không rời thái tử nửa bước, quyết cột thái tử mà. Mà khi người đẹp đã cột rồi làm sao đi được. Thì thái tử thấy công chúa cứ quấn quýt mình hoài, không cho mình đi đâu hết. Thì ngân một ngày, ba ngày đãi yến, mà bảy ngày tiểu yến, vua cứ đãi hoài. Mà một lần đãi yến tiểu yến tốn biết bao nhiêu, mà vua mà đâu có sợ tốn. Và biết bao nhiêu tiểu thơ người đẹp đến hầu hạ thái tử và công chúa, cả mấy trăm người, toàn là giai nhân tuyệt sắc không. Nhưng một đêm đại yến đó rồi tới 11, 12 giờ khuya, tất cả đều mệt nhoài hết. Thì công chúa mới vô giường nghỉ, 12 giờ mấy khuya rồi. Các cả các thị nữ, mấy cung nữ đẹp đẽ đó nằm ra liệt trên gạch hết. Đền vua mà, gạch bóng láng không. Người nào nấy sùi bọt mép, ăn uống nhậu nhẹt rồi mồ hôi nhễ nhại, những cái má son, má phấn môi son để chảy có dầm như là cái nước đường mưa. Thì thái tử nhìn qua, thái tử hỏi ôi, ngài muốn ỏi á. Trước cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bây giờ nó hôi hám vô cùng. Cái mùi hơi thở của người, cái mùi rượu, cái mùi thịt cá và những cái mùi của con người, nó xông lên nực nồng. Thì thái tử nói tao quyết định phải đi nội trong đêm nay, không thể chần chờ nữa, không thể chần chờ nữa. Thì ngài mới vô ngài thăm công chúa. Thì ở trên chư thiên mới hát cái bài để khuyến khích ngài. Thái tử ham chi giấc mộng vàng, chết rồi danh lợi cũng theo tan. Con đường giải thoát là trên hết, chỉ có đạo vàng mới giải nghiệp quan. Thì nghe cái tiếng mà chư thiên âm đó để khích lệ thái tử phải dứt khoát thôi. Nếu đêm ngay này không dứt khoát thì khó có đêm nào dứt khoát được. Khi công chúa thức dậy rồi là thái tử không đi được đâu. Khi người đẹp đã cản rồi mà khóc sướt mướt thì làm sao ngài đi được. Thì thái tử thấy vậy mới quyết định ra đi. Vô Từ Giả công chúa thì công chúa đang nằm ngủ với La Hầu La một cách say mê, mệt nhoài rồi. 12 giờ 1 giờ khuya rồi. Thì thái tử thăm công chúa và hôn La Hầu La cùng cuối cùng. Thì thái tử ngâm một câu kệ: em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tìm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp, mai không đẹp. Bây giờ thì còn trẻ, 16, 17 tuổi. Nhưng mà 30-40 năm nữa thì công chúa thành bà già thôi. Má cóp, da ngăn, mắt lờ, tai điếc. Để anh tìm đạo cứu nhân sinh. Rồi thái tử ra đi, dứt khoát ra đi. Kêu Sa Nạt bắt cây thắng con ngựa kiền trắc rồi bay ra khỏi thành. Thế là từ nay bắt đầu có đạo Phật. Thì như nãy tôi nói đó, tôi nói ngắn tắt thôi. Ai muốn coi coi tiểu sử lại thì biết.
thì cuối cùng 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, thì tới bụi cây Bồ Đề 49 ngày nhập định, không ăn không uống, Thái tử thành Như Lai. Thì Ngài muốn ra cứu độ chúng sanh thì Ngài thấy thôi, chúng sanh rất tập khí nặng lắm. Thì tôi hỏi nãy chính cái cô đó cũng trả lời vậy, mà tất cả những người tôi gặp cũng trả lời vậy. Trời ơi, con làm sao bỏ mẹ con được, con vậy là bất hiếu. Tôi nói không phải bỏ, mà tạm dứt thôi, rồi sau này đắc quả trở lại. Học trò thì tạm đừng có thấy người ta dốt quá rồi khổ đau để ra dạy ẩu, vùi đầu học đi, học tới thành thầy giáo rồi trở lại dạy. Bây giờ Thái tử chưa đắc quả rồi độ ai, lấy cái gì độ? Độ bằng cái giáo lý người trời thì đưa người ta lẫn quẩn. Rồi cuối cùng là phải dứt hết, dứt để rồi không còn dứt nữa. Biết đây là tuồng hát, nhưng mình còn đang đóng kịch, mình chưa phải là người khán giả. Khi mình là người khán giả, mình biết lấy tuồng hát, mình vừa đóng tuồng mà vừa coi tuồng, mà mình chính là người coi tuồng chứ không phải là người đóng tuồng thì mới được. Thành ra Thái tử dứt ra đi, rồi cuối cùng Ngài đắc quả, Ngài thấy rằng than ôi, chỉ có mình mới dám dứt, còn chúng sanh không dám dứt đâu. Nào là bổn phận, nào là trách nhiệm, nào là quyền lợi, thì nếu ở lại là không giải quyết được. Mà khi xuất gia rồi giải quyết, quyết bằng cách nào? Chúng ta thấy Đức Phật gì giải quyết bằng cách nào? Giải quyết bằng cách không giải quyết gì hết. Đó là cái tiết tuyệt đối của Đạo Phật. Sư nói sao nghe kỳ khôi quá. Giải quyết bằng cách giải không giải quyết gì hết. Bổn phận, quyền lợi, trách nhiệm của người tu là không bổn phận gì hết, không quyền lợi gì hết, không trách nhiệm gì hết, mà có vô số trách nhiệm, vô số quyền lợi, vô số bổn phận. Nghĩa là không có một cha một mẹ nữa, mà có vô số cha mẹ. Tất cả trâu bò heo chó đều là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp. Thì nhân duyên độ ai được thì độ, không độ được thì thôi, đâu có cha mẹ riêng tư. Nếu con trâu con bò kiếp trước nó là Bồ Tát, nó tu mà nó lỡ là người tu cao, nó sa đọa vì một niệm bất giác, thì đủ điều kiện mình độ nó. Còn cha mẹ mình không đủ điều kiện thì thôi. Chứ Đức Phật ra đời có độ hết không? Không. Có độ gia đình Ngài không? Có một mớ thôi. Có vua Tượng Phạn, gia vua Đà La, La Hầu La, rồi dòng họ Thích Tha, dòng họ của Đức Phật, mấy trăm người. Vua A Xà Thế, vua Lưu Ly đem quân về giết, Đức Phật cản ba lần, được không? Không được, giết sạch hết. Đức Phật còn sống. Tần Bà Sa La là một ông vua, đệ tử ruột của Đức Phật, lo Đức Phật từ chúc. A Xà Thế là con bác ông vua nhốt cho tới chết luôn, lúc đó còn Đức Phật ngay làm gì? Thì cũng để chết thôi. Rồi chính đệ Bạt Đạt Đa là em có công chúa vợ vua Đà La, lăn đá cho Ngài chết, Ngài cũng chịu tới, rớt xuống dập cái chân của Ngài, Ngài cũng chịu. Đây là cái tuồng hát mà. Thì có nhân duyên độ, không nhân duyên thì khối. Để lợi cuộc đời đau khổ, nó sẽ làm chúng sanh giác ngộ, hoặc là sa đọa, hoặc là giác ngộ. Chỉ có khổ đau mới đưa con người tiến hóa, chỉ có khổ đau mới đưa con người sa đọa. Thì quý vị có khổ, quý vị mới tìm vô chùa là tiến hóa. Quý vị đau khổ quá, quý vị đi xì ke ma túy cờ bạc để hết đau khổ, sa đọa. Tùy theo cái nhìn của mỗi người. Có người đau khổ quá chạy vô chùa, đi kiếm ông sư, đi kiếm sư cô. Rồi có người đau khổ quá đi tham quan, đi giải trí, đá banh, đi coi này kia. Thì cái đó về rồi khổ đau vẫn hoàn đau khổ. Rồi có người chìm trong cờ bạc, trong xì ke ma túy rồi đau khổ rồi cùng kẹt luôn. Rồi có người thấy cuộc đời đau khổ đi thọ bát quan trai, đi niệm Phật, rồi cuối cùng hiểu được đi xuất gia, để rồi vĩnh viễn thoát cái khổ, rồi trở lại cuộc đời. Vậy thì chúng ta có bao nhiêu cái xác thân? Thì tôi
Hôm nay xin phân tích một chút. Thì quý vị trở lại xác thân mình, khổ là ở xác thân này, mà hạnh phúc cõi trời, bốn đường ác địa ngục ngạ quỷ cũng ở xác thân này, mà cõi trời người, dục giới sắc giới cũng ở xác thân này, mà Phật cũng ở xác thân này. Bây giờ phải nhớ tới đó. Nhưng mà do cái hiểu biết của quý vị sai lầm, cho nên điều khiển cái xác thân này sai lầm. Nếu xác thân mà điều khiển nó một cách đê tiện hèn hạ thì ngay bây giờ là bốn đường ác. Thân người nhưng mà tâm địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì khi chết rồi đó, cái tâm này bỏ xác thân người sẽ mang thân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thân địa ngục là thân đất đá, không có cái biết. Thân ngạ quỷ là cỏ cây, thân súc sanh là loài thú. Thì bây giờ quý vị có cái nhận thức, tức là cái linh hồn, cái tâm, cái nhiều nhiều thứ. Nếu tôi là thân người mà tôi đối với cha mẹ tôi hãy nổi sân, tôi hay chửi cha mắng mẹ, thì thân là thân người, mà cái linh hồn tôi, cái tâm tôi là tâm chó, thì khi hết cái nghiệp người, cái thân tôi chết thì tôi mãi mãi mang thân chó. Thì dĩ nhiên cái linh hồn là cái chánh. Thành ra quý vị thường học thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân là cái sắc thân này, khẩu nghiệp là cái miệng này, ý là cái hiểu biết, cái nhận thức quý vị. Mà cái thân này quý vị làm ác với ăn thịt chó, uống rượu này đâu phải là cái thân nó uống, không phải là cái thân nó ăn. Phải vậy không nè? Thân tôi cũng là thân người mà tại sao tôi ăn trái? Là do cái ý nó sai khiến. Bây giờ tôi ăn mặn, tôi thấy ác quá, tôi nói tao cấm mày không cho mày ăn mặn nữa, mày ăn chay. Thì cái miệng dám ăn mặn không? Thấy miệng là tai sai của cái tâm. Rồi thân làm ác, bây giờ đi giết gà, giết vịt này kia để mà ăn. Mà cái tâm nó không cho, cái tâm, cái thân nó dám giết không? Thành ra chúng ta thấy đạo Phật bắt là bắt ngay cái mạch, bắt cái hiểu biết. Thành ra bây giờ tôi còn sống mà thân tôi là thân người, mà tôi đối cha mẹ tôi thường hay chửi cha mắng mẹ, thì ngay bây giờ tôi là súc sanh, tâm tôi là tâm súc sanh. Mà tâm súc sanh thì chết mang thân gì? Thân trâu bò heo chó. Hiểu vậy không nè? Phải cố gắng heo. Thì bây giờ quý vị đây có nổi giận với cha mẹ không? Có chửi cha mắng mẹ không? Có đối với anh em là tiền bạc là trên hết không? Có tiền là mua tiên cũng được, tình nghĩa anh em không ra gì hết, có không? Nhất là thời buổi này phải coi lại, phải dám thật với mình. Phật tử mà còn chưa được đấy, khi cha mẹ chết rồi cứ bắt đầu chia nhà cửa, rồi không yên cứ đi thưa, thì tâm đó là tâm gì? Coi anh em không bằng tiền bạc. Người xưa người ta từng nói là tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên, thiên kiên. Tiền tài giống như cát bụi, mà nhân nghĩa giống như là vàng bạc lưu ly. Còn bây giờ tiền tài đó như là thiên kim, mà nhân nghĩa tợ như phấn thổ. Nhân nghĩa không ra gì hết, tiền tài mới là trên hết. Có tiền tôi làm cái gì cũng được, có tiền mua tiên cũng được, mua quan quyền, muốn đi đâu, tiền bạc nó phá hết lực lệ. Nhưng mà tiền bạc mua ông Phật cũng được nha. Mua trời cũng được, mua tiên cũng được, mà mua ông Phật cũng được. Tôi đấy đây là Phật thiệt á, chứ không phải là Phật đất. Phật là con người có dữ giới, có đắc quả. Thì các ngài không dính mắt đâu, đừng có trông mong lấy tiền mà dụ dỗ các ngài.